Hello, xin chào mọi người. Con nói đi. Xin chào bà con, ông bà, cô chú. Bà nội năn nỉ con mà con quay clip. Con ngồi dậy đi, bà nội thương con. Con ngồi dậy đi, ông bà cô chú muốn tổ hủ quay clip với bà nội đó. Bà nội buồn, bà nội khóc nè. Bà mẫu buồn rồi kìa. Bà nội khóc nè, tổ hủ không thương bà nội. Tổ hủ ơi. Lại đây bà nội nói nghe nè, cho bà nội viên kẹo đi. Bà nội muốn ăn kẹo. Cho bà nội kẹo đi. Lại đây. Rồi. Con ngồi lên đây nè, cho bà nội kẹo đi. Này con chia ra mỗi người một cục đó. Xong rồi con chỉ bà nội ăn. Ôi. Trời ơi, tình cảm quá, giống bà nội quá. Con cho bà nội cục đi. Cậu rủ bà nội chơi làm bạn á. Bạn với bạn nhau, mình nói chuyện mình xin bằng bạn đó. Này, cho bà nội đi. Con tên gì vậy? Con tên Tuệ Đan, con mấy tuổi? 3 tuổi. Con 3 tuổi, bà nội tên gì? Bà nội Giang, ba con tên gì? Ba con Giang và ba Phú Thảo con. Giang cha mẹ Diễm, ba cha bạn nhỏ con. Ba Phước mẹ Diễm là ba mẹ của con đúng không? Rồi bà ngoại tên gì? Ba ngoại cũng là nhà bạn luôn. Là cũng là bạn luôn, bà ngoại cũng là bạn. Rồi bà cố tên gì? Bà cố tên bà. Bà cố tên gì? Bà cố tên bà. Không, bà cố tên gì? Bà cố Út. Giỏi. Rồi bây giờ con cho bà nội miếng kẹo nha. Ok. Ok rồi. Con có thương bà nội kẹo, không? Kẹo này là kẹo gì? Con phân tích cho bà nội nghe. Kẹo màu trắng để em bé ăn. Kẹo màu trắng để cho em bé ăn. Vậy con cho bà nội một cục đi. Bà nội cũng muốn ăn nữa. Kẹo con nhà ăn đó. Rồi giỏi, cảm ơn con. Con thương bà nội không? Ừ. Con mở được không? Bà nội mở cho con nha. Được. Được thì con mở đi. Để mà nội tránh để gãy mũi. Rồi, hai nắp luôn hả? Hai nắp. Kẹo này là kẹo gì? Kẹo ngậm chó. Đó, để em bé ngậm. Em kia mà cho ngậm cho nó. Rồi bà nội cục con. Kẹo ngậm của em bé ngậm nhưng mà cho nội ngậm luôn đó. Trời ơi, nói quá trời, văn dài quá trời luôn. Văn dài hơn văn bà nội luôn. Rồi, con để một cục đi rồi bà nội cục. Cục này là màu gì vậy? Bảy 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 đậu màu vàng. Màu vàng tiếng Anh gọi là yellow. Giỏi, bà nội cục con cục ha. Sao con không cụng với bà nội? Cụng đi. Con lấy ra con cụng với nội đi. Con ngậm rồi hả? Ok bà nội ngậm nha. Nha, ok. Này màu gì? Màu hồng. Đúng rồi, màu hồng. Giỏi. Này con bỏ vô đây nha, khi nào bà nội ăn là bà nội lấy. Chịu không? Ok. Rồi con đậy nắp lại đi. Kẹo này con ăn con nghe cái vị gì con giải thích cho bà nội nghe được không? Con nghe cái mùi nó làm sao? Cái mùi nó kẹo. Nó gan. Mùi chứ. Nó màu tím. Nó màu tím nhưng mà nó ngon. Không, như nó ngon, nó ngọt ngọt hay là nó như thế nào, mùi vị nó ra sao? Mẹ mua cho con để con ngậm. Có chua chua ngọt ngọt không? Con ngồi đây với nội nè, Ngồi đây với nội nè. Ngồi rủ bà nội chơi cá sấu, cá nó cắn tay kìa. Con cá cắn thì sao? Ai thua là bị ăn một cục kẹo gì đó. Bà nội đẩy này lại cho con nha. Ăn cục kẹo gì đó. Rồi con chơi với nội đi. Con để chân ở đây nè con. Mở cho con ngậm. Cảm ơn bà nội. Cắn kẹo. Rồi. Khi nào nó cắn rồi là đưa kẹo. Rồi. Bây giờ ai đi trước? Con đi trước hay bà nội đi trước? Mỗi người bấm một cái thôi nè. Cái này để mọi người bấm một cái thôi. Giờ tới nội nè. Con bấm rồi, giờ tới nội. Cắn tay bà nội rồi. Vậy bà nội có ăn kẹo không? Chờ con một chút nô. Ôi dạ. Ra cho một cái Ý là
là đợi nó thua rồi ăn luôn á, hiểu không? Cái màu này màu gì? Không, màu vàng. Yellow. À, nè con thuộc con nổi cục. Cũng. Sao con cũng với nội? Rồi bỏ vô. Rồi, hai cục luôn. Ngon quá, kẹo ngon quá. Rồi, kẹo mua nhiêu vậy? 70 ngàn. Màu tím với 70 ngàn. Có nhiêu đó? Có màu xanh, màu xanh lá cây mẹ mua cho con ngậm. Con để cái chân ra đây với nội đi. Để chân vậy nè. Rồi giờ con lấy con cá chơi tiếp đi chứ. Rồi bây giờ mở cá lên, mở cá lên chơi tiếp. Không, cái con cá kia kìa. Nè, con cá này nè, mở cá lên cho cắn tay tiếp. Bà nội đi, con cắn tay bà nội không nè, nè làm lại nha. Nè, bà nội nè. Giờ ai đi trước nè. Rồi, giờ tới bà nội con né ra, rồi tới bà nội nè. Rồi, tới con kìa. Rồi, tới bà nội. Sao bà nội bị cắn hoài vậy? Đây con để đây, nè. Sao bà nội bị cắn hoài kìa? Sao? Quay mặt ra. Đây quay mặt qua đây nè, bà tổ quay mặt qua đây nè. Rồi. Trời ơi. Ôi chà, cậu hay quá. Rồi giờ tới ai bấm nè. Tới ai bấm, bà nội bấm nha. Rồi tới con nè. Kìa. Tới con bấm đi. Con quay. Sao cứ quay đít cho. Trời, cậu bị cắn rồi, cậu thua rồi. Thua rồi sao? Cho bà nội hung đi, cậu thua rồi cho bà nội hung. Rồi con thua rồi, con ăn kẹo đi. Con ăn màu gì đó? Giỏi, giỏi quá. Đúng rồi, cái này màu cam đúng rồi. Màu cam rồi, con để nắp lại đi. Sao vậy? Thôi bây giờ con ca cho bà nội nghe đi. Bà ơi bà đi. Không, hát bài cho bà nghe nè. Hát bài cho bà nghe. Bà ơi bà đi. Hai, hay bà. Là con dịch, Thôi kỳ quá. Ôi bà nội buồn, Hát bài dịch hay là hát bài nào? Hát bài nào? Hả? Sao? Bà thương con. Rồi bà thương con sao đâu, đứng yên đàng hoàng hát nè, đứng cái nội hát cho bà. Rồi, đây. Rồi, hai bà cháu hát chung nha. Hai, ba, thương. Rồi, nó hát một mình. Rồi, hát mình lại đây. Mình hát cho cô ông bà cô chú nghe mà. Rồi bây giờ nè, trước khi hát là phải chào khán giả cái đã. Chào khán giả cái. Chào khán giả. Rồi chào. Chào đàng hoàng. Ôi. Bà lấy kẹo lại nha. Bà không cho. Rồi chào đi, chào. Rồi chào khán giả sao? Rồi bây giờ con hát rồi. Bà nội hung. Đây nè, kẹo nè. Cưng quá. Vậy hả? Thôi giờ con chào ông bà cô chú đi. Chào. Dạ nè, con bye bye. Con chúc ông bà cô chú được nhiều sức khỏe. Con chúc ông bà cô chú vui vẻ. Nhớ ủng hộ kênh của bà nội con. Chúng bà con. Ông kênh official. Official Lê Giang đi. Lê Giang official đi. Rồi bình ở cho. Thôi. Rồi thôi bye bye đi rồi. Bye bye mọi người nè, bye bye nè. Cậu bye bye nè. Bye bye nè. Kệ ba ơi, ba. Ba lấy kẹo à. Bye bye cô chú bye đi. Bye đi để ông bà cô chú thương ông để đi. Bye bye. Con trốn. Con trốn hả? Rồi bye bye mọi người nha.